Thưa quý vị, bắt đầu từ 0 giờ ngày 14 tháng 7, tỉnh Đồng Tháp sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương còn lại là thành phố Cao Lãnh, thành phố Hồng Ngự và các huyện Tam Nông, Thanh Bình, Tân Hồng, Hồng Ngự và Tháp 10 trong vòng 15 ngày. Trước đó, từ 0 giờ ngày 11 tháng 7, thành phố Sa Đéc và 4 huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và Cao Lãnh cũng đã áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16. Đồng Tháp hiện có 34.000 ha cây ăn trái. Thời điểm này thì nhãn đang vào vụ thu hoạch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có chiều hướng căng thẳng, ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp đang triển khai nhiều những biện pháp để tìm đầu ra cho trái nhãn tại đây. Châu Thành được xem là vùng trồng nhãn lớn nhất tỉnh Đồng Tháp, hiện đang bước vào cao điểm thu hoạch. Trong tuần qua, giá 1 kg nhãn dao động từ 20 đến 30.000 đồng 1 kg. Với mức giá này, nông dân vẫn đang có lãi. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, tỉnh Đồng Tháp giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Chính phủ, thì rất có thể giá nhãn sẽ giảm xuống nếu không có biện pháp tiêu thụ kịp thời. Cho huyện Châu Thành hiện nay là có diện tích nhãn khá là lớn và dự kiến từ đây đến cuối năm thì cái diện sản lượng nhãn của huyện Châu Thành là khoảng 13.000 tấn cần để tiêu thụ. Hiện nay đối với một số cái vùng nông sản lớn thì cái khả năng thu hoạch cũng như là vận chuyển các cái sản phẩm này từ cái vùng dịch mà ra ngoài đến ra khỏi vùng dịch hoặc là đến các đơn vị doanh nghiệp thu mua thì cũng rất khó do cái việc hạn chế tập trung theo chỉ đạo của quyết định 16 của Thủ tướng. Theo nhiều nhà vườn trồng nhãn ở Đồng Tháp cho biết, trước giờ nhãn là loại trái bán rất ổn định trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhưng chỉ riêng từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến giá nhãn giảm và tiêu thụ gặp khó khăn. Đặc biệt thời gian gần đây, chợ đầu mối Bình Điền ở thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiêu thụ rất lớn nhãn của Châu Thành. Nhưng do bị đóng cửa nên nhãn nơi đây tiêu thụ chậm hơn rất nhiều. Ngành nông nghiệp cũng đã chủ động là tiến hành khảo sát với các địa phương để thống kê vùng nào, khu vực nào, xã nào có sản lượng nông sản và thống kê đến từng các hộ dân để nắm chắc các cái diện tích cũng như là cái sản lượng, đặc biệt là nhãn, để có cái kế hoạch cũng như là cái lộ trình thì khi đến tuần nào, đến tuần 1, tuần 2 thì sẽ đến thu hoạch thì tất cả các bà con sẽ hỗ trợ với nhau trong việc thu hoạch. Các ngành địa phương tỉnh và huyện cũng sẽ hỗ trợ con trong cái việc xử lý và vận chuyển các cái sản phẩm này đến cái cơ sở sơ chế cũng như là vận chuyển đến các cái doanh nghiệp khi bà con có nhu cầu. Tỉnh Đồng Tháp có diện tích trồng nhãn hơn 5.200 ha, tập trung trồng nhiều nhất là ở huyện Châu Thành hơn 3.300 ha, chủ lực là các loại nhãn Ido, nhãn xuồng cơm vàng và nhãn tiêu da bò. Thưa quý vị, không chỉ có nhãn tại Đồng Tháp đứng trước khó khăn trong việc tiêu thụ mà hiện nay thì nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất thấp thỏm và lo âu về đầu ra của nhiều loại trái cây chủ lực khác như là thanh long, sầu riêng, xoài, cam quýt hay là dứa. Vâng, và để bàn luận về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản cho nông dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lê Thanh Hòa là Phó Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ vâng, thưa ông Lê Thanh Hòa, là chúng ta có thể thấy rằng là cái tình cảnh của người trồng trái cây ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bây giờ thì cũng tương tự giống như là người trồng nhãn và trồng vải của phía Bắc chúng ta khi mà phải đối diện với lại ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vậy ông có nhận định như thế nào về tình hình hiện nay và Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cũng đã có những cái giải pháp như thế nào trong việc tháo gỡ khó khăn trên cho người dân ạ? Như chúng ta đã biết thì cái tình hình dịch bệnh COVID nó đã diễn biến từ cuối năm 2019 và trải dài qua 2020 và chắc chắn là dịch bệnh nó sẽ còn diễn biến rất là phức tạp và tất cả các quốc gia trên thế giới đều đã có những cái định hướng rất là rõ đối với cái tình hình diễn biến của dịch bệnh. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng đang có cái hướng đi rất là đúng trong cái vấn đề mà đối phó với tình hình dịch bệnh. Ngoài cái việc mà phòng chống thì cái tiêm vaccine cũng đang là một cái hướng để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề dịch bệnh dẫn đến cái gọi là miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm để mà đảm bảo được cái sản xuất cũng như là phát triển kinh tế trong thời gian tới. Còn riêng về lĩnh vực nông sản ấy, thì như quý vị đã biết thì ngay cả trong những năm 2020 và sang năm 2021
Mặc dù là cái tình hình dịch bị có diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà cái xuất khẩu nông sản của chúng ta trong 6 tháng vừa rồi cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc so với cái cùng kỳ của năm 2020. Bởi vì ở đây cái vấn đề chính là chúng ta cũng đã xác định được cái tình hình dịch bệnh, cũng như là cũng định hướng trong vấn đề xuất khẩu nông sản, cũng như là phối hợp trong cái về các cái bộ ngành để mà giải quyết cái vấn đề làm sao chúng ta vẫn đảm bảo được cái sản xuất trong nước cũng như là cái xuất khẩu và phát triển kinh tế lẫn 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 phòng chống dịch bệnh. Thì để mà đối phó với cái tình hình dịch bệnh trong cái đợt bùng phát lần thứ tư này, thì vừa qua thì Thủ tướng cũng đã có một cái buổi thăm và làm việc chỉ đạo với các cái tỉnh phía Nam, và ngày 12 tháng 7 vừa rồi thì trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Nông nghiệp cũng đã ban hành cái công văn 4345 ngày 12 tháng 7 để mà chỉ đạo các cái tỉnh ở phía Nam, miền Đông Nam Bộ cũng như Tây Nam Bộ, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trong cái bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, mà khi mà thành phố Hồ Chí Minh đang cách ly theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì Bộ Nông nghiệp cũng yêu cầu các địa phương là tùy theo cái diễn biến mùa vụ của từng cái loại trái cây mà có cái thông tin cụ thể về bộ để mà có cái định hướng trong vấn đề tiêu thụ trong nước cũng như là xuất khẩu. Và cục chúng tôi thì cũng đang phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Công Thương, phối hợp để mà tiêu thụ tại cái thị trường nước với các hệ thống tiêu thị, cũng như là phối hợp với cái hệ thống tham tán để mà thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt là sang cái thị trường Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới. Và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với cả cái tỉnh Quảng Tây để mà thúc đẩy cái thương mại, đặc biệt là rau quả trong cái bối cảnh mà dịch Covid liên quan đến vấn đề thương mại rau quả cũng như là cái du lịch giữa ASEAN với Trung Quốc mà chúng ta đã bị gọi là ngắt quãng trong cái thời gian suốt năm 2019, 2020. Thì thông qua những cái hoạt động này, tôi nghĩ là cái vấn đề kết nối cũng như tiêu thụ rau hoa quả nó sẽ được cải thiện Vâng. trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng ta đều biết rằng thời điểm từ tháng 7 tới tháng 9 thì sẽ có một số loại hoa quả tại đồng bằng sông Cửu Long vào mùa chín rộ. Nếu trong tình huống xấu dịch bệnh vẫn diễn biến vô cùng phức tạp thì chúng ta có lo ngại rằng là nông sản sẽ bị ùn ứ hay không ạ? Tôi nghĩ là khi mà chúng ta đã tất cả các bộ ngành, các cơ quan đều vào cuộc, mà đặc biệt là trước khi mà bùng phát cái dịch bệnh lần thứ tư này, thì kinh nghiệm của chúng ta đã có thông qua cái vấn đề mà khi dịch bệnh bùng phát tại Hải Dương cái dịp Tết ấy, thì là các cái quy trình trong vấn đề thu hái nông sản cũng như là cái phối hợp để làm sao giải quyết vấn đề lưu thông nông sản giữa các địa phương cũng như là vận tải xuất khẩu, cũng chúng ta cũng đã có cái định hướng rất là tốt. Và đặc biệt trong cái đợt bùng phát lần thứ tư này, thì cái phối hợp giữa các bộ ngành cũng như chỉ đạo từ Bộ Y tế rồi Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Nông nghiệp cũng đã rất là rõ ràng trong cái vấn đề làm sao chúng ta đảm bảo an toàn cho các cái địa phương sản xuất này, cũng như an toàn cho các vùng sản xuất này, để mà đảm bảo cái rau hoa quả của chúng ta là không có vấn đề về lây nhiễm đối với dịch bệnh Covid, để mà đảm bảo cho cái vấn đề xuất khẩu. Dạ vâng, thưa ông, đối với lại các loại trái cây thì có lẽ là cái sản phẩm thủy sản thì có lẽ sẽ là gặp nhiều khó khăn hơn trong các cái khâu như là vận chuyển và tiêu thụ. Vậy thì ông có nhận định như thế nào về vấn đề này và đưa ra những cái giải pháp như thế nào? Trên thực tế thì chúng ta cũng đã biết cái vấn đề chế biến thủy sản Việt Nam thì chúng ta đã đạt được cái kết quả rất là cao. Có nghĩa là cái ngành công nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam ấy thì là đã đi rất là nhanh, cũng như là đạt được cái trình độ tiên tiến đối với thế giới, và chúng ta cũng đã xuất khẩu được đến hơn 180 quốc gia trên thế giới. Do vậy mà cái vấn đề chế biến đó, thì cái vấn đề mà khi mà chúng ta lo ngại về vấn đề thị trường thì nó không không phải là cái vấn đề lớn. Bởi vì khi mà thủy sản, khi mà chúng ta đã đánh bắt cũng như là thu hoạch, thì chúng ta phải đưa vào chế biến và cấp đông để mà phân phối ra thị trường. Thì tôi nghĩ là đối với vấn đề hải sản thì nó cũng có ít có vấn đề lo lắng hơn so với các loại rau hoa quả tươi chúng ta xuất khẩu. Vâng, theo chúng tôi được biết thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì cũng là nơi có nhiều nhà máy sản xuất chế biến nông sản. Liệu rằng chúng ta có thể đẩy mạnh tiêu thụ thông qua kênh này hay không? Trên thực tế thì một phần thì các cái loại rau hoa quả chúng ta sẽ đưa vào chế biến. Tuy nhiên, một phần thì chúng ta vẫn phải đẩy mạnh cái việc xuất khẩu tươi cũng như là bán ra thị trường, đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch bệnh Covid đang bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh và các cái chợ đầu mối, thì chúng ta đang đang hiện tại là đang bị block và không thể
không thể tiếp nhận hàng hóa được thì nó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái vấn đề tiêu thụ trái cây, một số nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, ở đây thì cái vấn đề đặt ra là cái vấn đề lưu thông, thì Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã có những cái chỉ đạo về vấn đề lưu thông cái hàng hóa, hỗ trợ cái vấn đề vận tải trong nước để mà đưa hàng hóa từ phía Nam ra phía Bắc, cũng như là những cái mà phía Nam thiếu thì chúng ta đưa vào từ phía Bắc vào phía Nam để mà nó hài hòa cân đối đối với thị trường trong nước, cũng như là bên cạnh đó là cái việc thúc đẩy cái vận tải xuất khẩu. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Lê Thanh Hòa về những chia sẻ vừa rồi ạ.